Trong quý 1 năm nay, lực lượng vũ trang quân khu đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị của tổng cục chính trị, bám sát cơ sở, triển khai linh hoạt toàn diện, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đề ra, thực hiện đúng mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 của tư lệnh quân khu. Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, quân khu và các cơ quan đơn vị quán triệt triển khai kết luận quy định của trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Nghị quyết của quân ủy trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đối với bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ toàn diện. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác giao nhận quân, công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quý 2 năm nay, lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị kết luận của cấp trên tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh phê phán ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi sai trái tiêu cực làm ảnh hưởng đến phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của quân đội và địa phương. Trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, chuẩn bị diễn tập ở các cấp, công tác phòng chống dịch COVID-19.